Từ tháng 3 năm 2024, Cục Thuế thành phố Cần Thơ triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh trên ứng dụng eStat Mobile dành cho các cá nhân hộ kinh doanh tra cứu thông tin hộ kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, ứng dụng đã bổ sung chức năng dành cho người nộp thuế có thể tra cứu hộ kinh doanh và phản hồi ý kiến về hộ kinh doanh. Cục Thuế thành phố đã biên soạn hướng dẫn sử dụng chức năng bản đồ số hộ kinh doanh và chức năng phản hồi về hộ kinh doanh trên ứng dụng eStat Mobile, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục để người nộp thuế tìm hiểu. Việc triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh góp phần hỗ trợ cơ quan thuế quản lý thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, tránh bỏ sót hộ kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế, góp phần tăng cường tính công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế.